Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả cũng như các cô chú bác thân mến và các bạn thân mến của em. Hiện tại bây giờ là tối rồi các bạn. Hôm nay là em quay ngoài tối. Em thử luôn cái ánh sáng cái đèn mà em mới mua đó các bạn. Thử coi nó sáng cỡ nào, ai nhà đâu nó cũng sáng. Nó có chút ét như đây à, nhưng mà nó có vỏ, nó sáng lắm. Thì mấy ngày nay đó, sự việc của cô Diễm My đó các bạn thì rất là nhiều người đã, nhất là cái clip mà thứ hai mà Diễm My đăng lên đó, đã lấy được nước mắt rất là nhiều người, phải nói là hàng triệu người đó các bạn. Rất là nhiều người bình luận vào em, nói là thương cô Diễm My quá, cứ ai cũng khóc cả. Thì trước khi em vô cái vấn đề về Diễm My, em muốn cập nhật cho các bạn biết thêm cái tin tức hiện tại mà cái sự bầu cử đó các bạn. Rồi tại sao đây không có sống ta? Không có sống, lạ quá. Mấy em coi lại coi. Thì cái hồi nãy em coi đó là cái số phiếu đó hình như đã tạm ngưng, không có tăng. Và hình như nghe nói đâu là ông Trump đã thắng bên 7 cái tiểu bang rồi, nhưng mà chưa có công bố cái số phiếu lên. Nhưng mà cái điểm mà hồi nãy cách đây chừng 5 phút trước khi em làm clip đó thì em thấy. Mà tự nhiên bây giờ tự nhiên cái mạng của em nó mất tiêu rồi. Cái gương cái data nó mất tiêu rồi. Thì cho hồi nãy em thấy đó là khoảng 200, ông Joe Biden là có khoảng 264 và ông Trump á thì có khoảng 214. Trong cái video clip mà những cái video clip mà em làm đó có nhiều chữ tiếng Việt á em dùng không đúng, hoặc là nó sai tí xíu thì các bạn thông cảm nha. Tại vì em qua Mỹ từ lúc em mới có khoảng đâu 10 tuổi thôi. Tiếng Việt thì biết nói thì rành lắm, nhưng mà có nhiều chữ á bây giờ mà nó dùng không biết, có nhiều chữ nó khác lắm. Chẳng hạn như là về Việt Nam người ta nói đem nồi cơm điện, em tưởng là nồi cơm điện là cái nồi đi nấu ăn không à các bạn, thì ra cái nồi cơm điện đó là cái nón bảo hiểm. Thì cái vấn đề bầu cử thì nó em vô không được, nhưng mà hồi nãy em thấy là cái số điểm là 264 và 214 cho ông Trump. Thì bây giờ nói về cái vấn đề của cô của gia đình Diễm My, của về sự việc của về Diễm My nha các bạn. Thì cách đây chắc cha ở đây không có lên mạng được, làm sao mà em vô được đây? Để em coi coi. Thì cái vấn đề của bên bây giờ vô được nè. Để em coi là cái số phiếu, coi tại sao Google mở không được. Google bị không có respond luôn. Nhưng mà YouTube thì vô được. Thôi kệ đi, coi YouTube đi. Thì cái hôm mà để coi em coi cái ngày mà ông bà Diễm, ba má của Diễm My đăng cái clip là 4 ngày trước rồi. Để em coi coi 4 ngày trước là vào ngày nào đây? Vào ngày tháng 11 ngày 1 Tây. Tức là bên Diễm My đăng lên là khoảng 30 Tây, 30 Tây tháng 10. Thì tháng 11 ngày 1 Tây thì ông Thắng bà Mai đã lên tiếng từ bỏ cô Diễm My. Thì bây giờ các bạn hãy nghe lại cái lúc mà ông Thắng bà Mai từ bỏ cô Diễm My nha, rồi sau đó em sẽ phân tích tiếp cho các bạn hiểu thêm. Bây giờ các bạn nghe nha. Và tí nữa em sẽ cho các bạn nghe luôn là cái lời thề của bà Mai đã thề rằng là chưa bao giờ hại thiền em. Bây giờ các bạn nghe nha. Nghe ông Thắng bà Mai em nói về, bây giờ nói cái phần mà vấn đề của bà má ba ông bà Mai trước. Bây giờ các bạn nghe lại cái phần mà lúc mà từ bỏ Diễm My nha. Nhờ các bạn nghe. Tôi cũng có lời nhắn nhủ và chia sẻ đến anh em cộng đồng mạng trong nước ngoài nước. Kể từ giờ ra đi là tôi chính thức từ bỏ con gái của tôi. Vì con gái của tôi nó quá bất hiếu với gia đình. Nó quá coi như là không còn cái gì mà để nói được hết. Vì nhớ luôn những... các bạn thấy không? Tháng 11 ngày 1 thì bà Mai đã lên tiếng, bà Mai và ông Thắng đã lên tiếng từ bỏ cô Diễm My, cô con gái của mình.
Trong người em không được khỏe rồi các bạn, lâu lâu cái hơi nó đưa lên á. Có người kêu em uống thuốc gì đó mà em cũng quên uống nữa, tại vì nói chung là công việc với lại bận rộn lắm các bạn, không nghĩ tới sức khỏe của mình. Thì cái ngày 11 cái ngày 1 tây tháng 11 là bà Mai Dung Thắng lên tiếng từ bỏ Diễm My. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn coi một cái trích đoạn cái clip ngắn là được đăng lên, đem coi coi đăng lên hồi nào nha. Cái này cũng mới thôi, mới đây thôi. Coi được đăng lên lúc ngày 4 tây, tức là 3 ngày sau nha các bạn, thì được đăng lên. Thì cái đoạn clip này nè, để em nghe coi có phải khúc này không. À, cái này không phải. À, cái khúc cái đó là còn nghe sao đi. Bây giờ phải khúc này không? Nhưng hoàn toàn không bao giờ hại thằng em. À, cái khúc đó khúc thề, tí nữa em cho các bạn coi sau. Bây giờ mình coi cái này đi. Chị Diễm My, một điều không ai tốt bằng cha bằng mẹ của Diễm My đâu. À, các bạn nghe không? À, bà Mai với lại ông Thắng nói rằng đó là không ai tốt bằng cha mẹ của Diễm My, tức là không ai tốt bằng ông Thắng, không ai tốt với Diễm My bằng ông Thắng bà Mai đâu nha các bạn. Còn một khúc nữa, em coi khúc nào đây. À, các bạn thấy không? Cái ngày 1 tây tháng 11 thì nói rằng là từ con gái của mình, và cái ngày 3 tây tháng 11 lại lên clip nói rằng là, các bạn nghe lại nha. À, các bạn thấy không? Hy sinh cả bản thân của mẹ vẫn lo cho con, nhưng mà lại là cái 3 ngày trước lại là từ con mình, bây giờ lại nói khác. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, cái sự việc nó như thế nào thì các bạn cũng thấy rõ rồi đó, là không biết cái tình trạng thực sự ra là bà Mai này ý muốn nói gì. Thì các bạn có thể đón xem cái clip đó trên kênh YouTube khác nha. Bây giờ đó, cái đoạn mà bà Mai thề rằng là chưa bao giờ hại Thiền Am, bây giờ các bạn nghe nha. Nhưng mà hoàn toàn là chị không bao giờ hại Thiền Am, chị thề luôn, có trời có đất, chị chỉ biết cứu con chị ra thôi, còn ngoài ra chị không bao giờ mà hại cái Thiền Am bên bờ vũ trụ ra. À, các bạn thấy không? Hoàn toàn không hại Thiền Am bên bờ vũ trụ nha, các bạn nghe lại nha. À, các bạn nghe rồi chứ gì. Còn một phần nữa là hình như là nói tới gia đình nữa. Cứ nói rằng là anh chị hại Thiền Am, cứ nói một câu vậy. Mà chị van xin con chị là nghe lời mẹ nè, mẹ không bao giờ hại Thiền Am. Con sai rồi, con bị người ta dụ dỗ con rồi. Chính quyền họ làm gì làm cho mẹ không biết. Mẹ con nên bình tĩnh. À, cái khúc này đó các bạn. À, bà Mai nói rằng đó là chính quyền làm gì thì bà Mai đều không biết. Các bạn nghe lại cho kỹ khúc cuối nha. Bà Mai nói rằng là chính quyền, tức là bên Long An đó, làm gì thì làm, thì bà Mai đều không biết gì cả. Thì em hỏi các bạn có một cái đoạn clip là cái ngày 20, 25 tháng 7 là cái ngày Thiền Am đi cách ly.
Ha, bây giờ em nói về cái vụ mà bà nói về chính quyền mà bà chính quyền làm gì bà không biết á. Thì cái ngày 22 là cái ngày đi cách ly. À, xin lỗi, ngày 25 tháng 7 là ngày đi cách ly. Nếu như mà bà Mai ông Thắng không biết cái sự việc này thì làm sao mà ông Thắng lại có mặt ở Thiền Am trong cái ngày đó? Các bạn thấy rồi đó. Để em ở đây coi không được. Thì các bạn thấy rồi đó. Bây giờ đó em sẽ cho các bạn chính miệng bà Mai nói là chính quyền làm gì thì bà Mai đều không biết nha. Nhưng mà cái ngày tháng 7, ngày 25 lại có ông mặt ông Thắng ở đó. Các bạn đưa lên coi lên trên màn hình nhé. Nó xe bus bên kia đó các bạn. Ông Thắng có mặt ở chỗ Thiền Am. Ăn đi, ăn đi. Ăn một kìa, ăn đi. Em ngớ không cho. Của anh là của mình thôi đó, ăn mình ăn ké đi. Có bị gói vậy. Đừng quay dính. Đó, các bạn thấy không? Cái ngày ông Thắng, ông bà Mai chính miệng nói là chính quyền làm gì thì đều không biết gì cả. Mà tại sao bên chính quyền ép cưỡng chế Thiền Am đi cách ly mà ông Thắng lại có mặt ở đó trong cái ngày đó? Và nếu như mà ông Thắng không có trong cái vụ này thì làm sao ông Thắng biết được là chính quyền cưỡng chế ông Thắng ông Thắng biết chính quyền cưỡng chế Thiền Am đi cái ngày 25 tháng 7 đó các bạn? Các bạn nghĩ sao? Có đúng hay không? Và các bạn nghe lại cái khúc rằng là các bạn nghe lại nha, rằng là có đem đồ ăn cho các chú công an nữa thì mời các chú công an ăn nha các bạn. Các bạn nghe lại nhé. Đó, cho công an ăn đó. Đó, các bạn thấy không? Kêu mấy ông công an tới ăn đi kìa. Thì cái này chứng tỏ rằng là ông Thắng biết được cái ngày mà cưỡng chế đi cách ly là ngày nào luôn. Cho nên mới có mặt ông Thắng ở đó. Các bạn nghĩ xem, từ nhà ông Thắng đi, Bình Hưng Hòa A chạy lên tới Đức Hòa Long An chỗ Thiền Am là khoảng bao xa? Các bạn nghĩ sao? Em đi từ Sài Gòn á lên tới Long An á, lên chỗ Đức Hòa đó là khoảng 60 cây số. 50 khoảng 50 mấy cây, đại khái chừng 50 mấy cho tới 60 chục cây đó các bạn, chứ không có gần đâu. Xa lắm. Thì trong cái ngày đó ông Thắng lại có đó mà bà Mai lại nói rằng đó là chính quyền làm gì thì bà Mai không biết gì cả, mà tại sao ông Thắng lại có mặt trong cái ngày mà cách ly? Các bạn đồng ý không? Đó, các bạn suy nghĩ đi. Coi họ có nói thật hay không. Và ông Thắng, bà Mai. Nhưng mà hoàn toàn là chị không bao giờ hại Thiền Am. Chị thề luôn, có trời có đất. Chị chỉ biết cứu con chị ra thôi. Còn ngoài ra chị không bao giờ mà hại cái Thiền Am bên bờ vũ trụ ra. Đây, các bạn nghe nha, không bao giờ hại tới Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bây giờ em sẽ cho các bạn coi cái bằng chứng rằng là ông Thắng hăm dọa Thiền Am như thế nào nha. Bây giờ cái phần đầu tiên, trước khi em cho các bạn coi cái phần mà ông Thắng hăm dọa đó, thì bây giờ các bạn hãy coi lại cái phần mà lúc ông Thắng đạp Diễm My, lúc ông Thắng đạp thầy Nhị Nguyên trong cái ngày mà 50 công đồ nha các bạn. Này các bạn coi kỹ lúc ông Thắng đạp thầy đá thầy Nhị Nguyên nha. Đó, cái chân đá đó. Em quay chậm cho các bạn coi rõ hơn nữa này nha. Các bạn xem lại nhé. Đây là cái bằng cớ đấy. Này các bạn xem lại đây. Rất là rõ ràng luôn. Đó, các bạn coi nè. Đó. Đó, 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 thấy cái chân đạp. Đó, đá vô. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đạp đá vô bên hông của thầy Nhị Nguyên đó. Giờ mọi người phản ứng lại rồi chạy tới đẩy ổng ra, cản ổng lại. Còn thời ổng đạp lên bụng nữa đó. Đó, các bạn thấy rồi đó. Là
Bà Mai nói rằng không bao giờ hại Thiền Am, thề với trời đất luôn nha các bạn. Nghe lại bà, nghe lại bà Mai thề nè. Các bạn nghe chưa? Chị thề với trời đất rằng chị chưa bao giờ hại Thiền Am. Mà trong ngày 50 con đồ ông Thắng là đạp Nhị Nguyên, thầy Nhị Nguyên. Và các bạn hãy coi cái phần này là ông Thắng hăm dọa Thiền Am nha. Các bạn nghe kỹ nha. Các bạn nghe chưa? Ông Thắng nói rằng tao sẽ lên đây quậy dài dài. Các bạn nghe rõ chưa? Bây giờ các bạn nghe lại nha, một lần nữa. Đó các bạn nghe chưa? Chính miệng bà Mai nói là thề với trời Phật rằng không bao giờ hại Thiền Am. Mà ông Thắng á, ông nói rồi đó, tao sẽ lên đây quậy dài dài. Đó các bạn thấy rồi đó. Và cái phần kế tiếp nữa là ông Thắng nhận tội là quấy rỉu phá Thiền Am nha các bạn. Bắt các bạn hãy nghe đây. Thì cũng từ cái thời mà khi anh vô anh quậy, anh vô mà có chuyện trong tình cấp đó, làm cho sự việc nó nóng lên như vậy đó. Đó các bạn nghe chưa? Từ khi mà anh vô anh quậy đó, làm cho sự việc nó nóng lên đó, thì ông Thắng chính tỏ ông Thắng đã nhận rằng ông Thắng đã vô đó quậy. Như vậy mà tại sao bà Mai thề với trời đất rằng là không có bao giờ hại Thiền Am? Bây giờ các bạn nghe lời ông Thắng nói nha. Nói các bạn thấy chưa? Còn nữa, còn một khúc nữa, khúc này đó là ông Thắng nói trên đài truyền hình của Long An là yêu cầu chính quyền nhúng tay vào dẹp đi Thiền Am. Các bạn nghe nha. À, các bạn nghe chưa? Yêu cầu chính quyền giải thể nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, tức là không hại Thiền Am đâu mà chỉ muốn giải thoại giải thể Thiền Am thôi nha các bạn. Và cái đoạn clip mà đăng trên đài Long An này đó là có thể quay tại nhà ông Thắng ra, và lúc này là Diễm My đang ở trong nhà, cho nên Diễm My mới biết rằng là ông Thắng đã bỏ tiền ra kêu đài Long An tới. Các bạn thấy chưa? Cái đó có bằng chứng nha các bạn. Thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Các bạn cũng thấy rồi đó, là những cái sự việc mà hai vợ chồng ông Thắng và Mai nói đó, thì các bạn đều cũng đã biết rằng đã có cái kết luận rằng họ có nói thật hay không nha. Thì cái đó là cái chuyện của các bạn tự kết luận thôi. Còn trong cái kênh YouTube của em đó, mà ai mà vào nói không có lời, không có cái lời mà không có hay chửi bớ hay là nói xuyên tạc hay gì đó, thì em sẽ đem nhốt hết, em sẽ đem ra, em đem máy chém hết, không cho bình luận luôn. Em xin cáo lỗi cho những người mà em đã chém qua rồi. Thì tại vì những người đó có thể là những người chửi mướn, giống như người ta đã nói vậy đó, chửi mướn một giờ hay là cái gì đó được 30-40 ngàn gì đó, thì cái đó là theo lời đồn thôi chứ em không có bằng chứng xác thật nha các bạn. Thôi em xin cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương em và theo dõi em trong suốt thời gian qua. Nếu có yêu thương em nữa thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, một cái like, một cái share và nhớ bình luận luôn nha. Và đây là bằng cớ nói lên sự thật về bà Mai và ông Thắng là có hại Thiền Am hay không nha các bạn. Xin em xin cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.